Đức Trinh Nữ Maria núi Carmelo. Carmelo được coi như ngọn núi thánh. Hơn 700 năm trước, khi Chúa Giêsu ra đời, Elia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bách hại, cũng như đã đào tạo những tâm hồn trung thành với Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu ra đời, nhiệt tình của Elia vẫn còn cháy trong lòng các người khắc kỷ Essenio. Người ta nói rằng ngày lễ hiền xuống, những người này nhờ lời rao giảng và phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả đã hợp lực với các tông đồ để truyền bá tin mừng. Carmelo khi ấy vẫn còn là nơi tụ họp những tâm hồn muốn hiến thân cho Thiên Chúa. Carmelo lại chỉ cách Nazareth chừng một ngày đường, nên những người họp thành cộng đoàn ở núi này hướng về mẹ Maria như mẫu gương sống và như nguồn ơn phù trợ. Thời thập tự quân, Carmelo là nơi đón tiếp nhiều vị ẩn tu. Tuy nhiên vào thế kỷ thứ 12, Đức Thường Phụ Giáo Chủ Alberto thành Jerusalem đã quy tụ tất cả thành một nhà dòng, ban hành cho họ một quy luật được Đức Giáo Hoàng chuẩn y năm 1226. Cũng năm ấy, Đức Giáo Hoàng cho phép mừng trọng thể trong dòng lễ Đức Bà Carmelo. Khi lên làm bề trên nhà dòng, Thánh Simon Stock đã tha thiết xin Đức Mẹ một dấu chỉ tỏ lòng săn sóc ưu ái của Mẹ đối với nhà dòng. Sau nhiều lần cầu nguyện lâu dài, ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ đã hiện ra trao cho Thánh Nhân bộ áo dòng mà nói: "Hãy nhận lấy bộ áo dòng này, Mẹ ban cho dòng và cho tu sĩ, như dấu chỉ của lòng ưu ái và sự săn sóc Mẹ dành cho các con. Đây là dấu hiệu cứu rỗi, giải thoát mọi hiểm nguy. Ai chết mà mang biểu hiện bình an này sẽ khỏi bị lửa thiêu đời đời, và Mẹ sẽ cứu họ khỏi lửa luyện tội vào ngày thứ bảy sau khi họ qua đời." Trước cử chỉ ưu ái này, không biết bao nhiêu người mọi thời đã xin lãnh áo Đức Bà để được sống dưới sự chở che của Đức Mẹ. Người ta hướng về Đức Mẹ núi Carmelo như hướng về nguồn ơn phúc để tạ ơn. Vì thế, lễ mừng Đức Trinh Nữ Maria núi Carmelo ngày càng lan rộng tới các nước có vua Công giáo ngày 21 tháng 11 năm 1674 và năm sau tới các nước Vương quốc Áo, Bồ Đào Nha mừng từ năm 1679, các nước thuộc quyền Đức Giáo Hoàng mừng năm 1725. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 phổ biến lễ này trong toàn giáo hội do sắc lệnh ban hành ngày 24 tháng 9 năm 1726. Ngày 15 tháng 5 năm 1892, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã ban đặc ân Portiuncula, ơn đại xá cho ai viếng nhà thờ trong lễ này.